Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ 6 ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Đinh Tị tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, xa trung thổ, ngày kỷ tỵ can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm sa trung thổ kỵ tuổi tân hợi quý hợi ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày tỵ lục hợp với thân tam hợp với sửu và dậu thành kim cục xung với hợi hình thân hại dần phá thân và tuyệt tí vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi kỷ hợi quý hợi quý sửu quý tỵ và quý mùi tuổi xung trong tháng tuổi tân tỵ đinh tỵ Về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên phúc tốt mọi việc sao kính tâm tốt đối với an táng sao dịch mã tốt mọi việc nhất là xuất hành sao sáu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa sáu mọi việc sao nguyệt phá sáu về xây dựng nhà cửa sao câu trận kỵ về an táng sao ly sàng kỵ về cưới hỏi vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam tài thần hướng chính đông và sau đây mà các bạn đoán xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021 Mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh chia chở cho vận trình của bạn, cho nên với bạn tuổi Tý con đường công danh sự nghiệp của bạn thêm phần được rộng mở hơn. Với bạn tuổi Tý có thể phát triển được thêm năng lực của bản thân mình nhờ phát huy được những tiềm năng trước đó chưa bao giờ được khai phá. Tuy nhiên, với bạn tuổi tí, đừng có vì có được sự may mắn hiện tại mà cho mình cái quyền cao ngạo hay là cho rằng bản thân mình luôn đúng. Với bạn tuổi tí, bạn sẽ chẳng thể đứng mãi một mình trong thế giới này được đâu. Đến một lúc nào đó, bạn vẫn cần những người khác để hỗ trợ cho mình. Vì thế, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng cần phải nhớ rằng khiêm tốn là điều cần thiết. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tí, lại đang gặp ngày có ngũ hành tương khắc. Cái điều này gây ra không ít sóng gió trong mối quan hệ tình cảm của bạn với nửa kia. Người ấy có thể vì hiểu lầm mà dẫn đến sự tranh cãi, chiến tranh lạnh với bạn, trong khi rõ ràng bạn không làm gì sai và cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao. Về từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, con đường công danh sự nghiệp thêm phần thanh thang rộng mở từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy phát triển được năng lực của bản thân mình nhờ khai phá được những tiềm năng tức đó chưa hề khai phá từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh họ đừng vì may mắn hiện tại mà cho mình cái quyền cao ngạo từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hãy nhớ là khiêm tốn từ vi tuổi nham tý thuộc mệnh mộc hiểu lầm dẫn đến sóng gió trong mối quan hệ về tình cảm và đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu xám quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Dậu Từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bà tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tị dậu sửu phù trợ cái điều này giúp cho vận trình của bạn hôm nay thêm phần được hanh thông thuận lợi với bạn tuổi sửu bạn vốn là người thông minh nhanh nhẹn biết cách nắm bắt được thời cơ cho nên công việc của bạn dễ dàng thăng tín vận trình khởi sắc rực rỡ làm đâu là xong đó lại thêm trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi sửu đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh đây là dấu hiệu bạn đang có được sự may mắn trên con đường tài lộc cho mình và nếu như bạn đã chăm chỉ làm việc trong suốt quãng thời gian vừa qua bạn xứng đáng được nhận một phần thưởng cho sự nỗ lực của mình và với bạn tuổi sửu hãy coi đó là động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai ngày thứ sáu này bạn tuổi sửu cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng nhân duyên khác giới của bạn trong ngày hôm nay đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân khá chi là vượng bạn hãy tham gia vào những buổi tụ tập gặp gỡ nhiều người hơn có thể bạn mệnh sẽ tìm ra được người phù hợp với chính mình và đã đến lúc bạn cũng cần phải mở cửa trái tim mình đón nhận hạnh phúc cho mình nữa rồi bạn tự xỉu nhé Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim cát tinh soi chiếu công việc dễ bề tăng tín. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy vận tình khởi sắc rực rỡ làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa gặp may mắn trên con đường tài lộc thu chi cân đối. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ xứng đáng nhận được phần thưởng cho sự nỗ lực của mình trong suốt quãng thời gian vừa qua. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nhân duyên khác giới của những bạn đang quản độc thân khá chi là vượng. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tỵ. tử vi tuổi dần thứ sáu ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông dần thân tị hợi cái điều này làm cho bạn đang có những vết rạn nứt xuất hiện trong vận trình tình cảm của bạn ngày hôm nay về mối quan hệ của bạn với người ấy có dấu hiệu rạn nứt vì vậy với bạn tuổi dần, bạn cần phải nhanh chóng để tìm ra nguyên nhân là gì và đưa ra cách khắc phục ngay lập tức đi. Đừng có để cho quan hệ giữa đôi bên càng ngày càng lạnh nhạt, xa cách đến lúc đó thì đã muộn mất rồi. Cái việc chia ly là sớm hay muộn mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn đang có nguy cơ mất tiền hao của Và hôm nay với bạn tuổi dần, bạn khó mà giữ được đầu óc sáng suốt. Làm gì cũng liên quan tới tiền bạc thì bạn nên thực sự là cẩn trọng. Tốt nhất là nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đem tiền đầu tư vào đâu hay là mua sắm thứ gì trong ngày hôm nay. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Đối với những bạn làm văn phòng, hồ sơ, giấy tờ cũng đang có điểm báo có sự sai sót nên cẩn trọng trong ngày hôm nay, không lo chuyện bao đồng, thất lý, thua thiệt hao tài tốn của bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, tình cảm xuất hiện những vết rạn nứt, khó hàn ngắn. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, cần nhanh chóng tìm ra nguyên nhân mâu thuẫn và khắc phục ngay lập tức. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, quan hệ giữa đôi lứa càng ngày càng lạnh nhạt. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có nguy cơ mất tiền hao của rất lớn khó giữ được đầu óc sáng suốt từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đem tiền đi đầu tư hay là mua sắm thứ gì trong ngày hôm nay kẹo lệ mất tiền hao của phải đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc áp tường màu cà phê màu nâu của nhà phụ trợ tuổi hợi, tuổi tuất. Tử vi tuổi mão thứ sáu ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021. Với bạn tuổi mão bước sang ngày thứ sáu này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi mão đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Và đây là điểm báo có những rắc rối liên quan tới mối quan hệ khiến cho bạn tuổi mão muốn làm gì cũng không được yên ổn. Bạn mệnh tuổi mão đang cảm thấy khó chịu vô cùng khi công việc của bạn không được suôn sẻ, làm gì cũng bị cản đường, dễ bị sai sốt, họng việc, xôi mối, đồng nghiệp không hiểu ý, việc hợp tác trở nên khó khăn hơn gấp nhiều lần. Và với bạn tuổi mão, trong lúc này, bạn trở nên để những vướng bận đó làm rối trí mình, nếu không xử lý khéo léo với bạn rất dễ vướng vào những phi vụ rắc rối ở chốn công sở nơi làm việc và tốt nhất là bạn không nên nóng nảy đổ thêm dầu vào lửa nếu có thể bạn nên đứng ngoài cuộc là tốt hơn bù lại trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày của mộc sinh cho họ vượng cái điều này sẽ giúp cho mối quan hệ giữa bạn với gia đình đang có được sự hòa hợp bạn tuổi mão luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà bởi bạn hiểu rằng trên đời này với bạn có tiền tài địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được tình thân của mình về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy gặp rắc rối liên quan tới các mối quan hệ làm gì cũng không được yên ổn tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa công việc không được suôn sẻ làm gì cũng bị cản đường sẽ bị sai sót tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ đồng nghiệp không hiểu ý việc hợp tác trở nên khó khăn, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nếu không xử lý khéo léo rất dễ vướng vào những rắc rối ở chốn công sở. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, quan hệ gia đình có được sự hòa hợp, luôn biết chăm sóc cho cả nhà. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ Sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi hỏi, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thìn thứ 6 ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021, xem vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh. Cái điều này đem đến cho bà tuổi thìn có được cơ hội để kiếm thêm lợi nhuận, kiếm tiền về cho mình không chỉ nguồn thu nhập hiện tại của bạn được ổn định mà với bà tuổi thìn còn có được khoản thu nhập ngoài luồng đáng kể giúp cho việc chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống được thoải mái hơn. Tuy nhiên với bà tuổi thìn trong ngày này tiền nhiều cũng kéo theo nhu cầu mua sắm tăng cao do đó nhân lúc tiền bạc được dồi dào bản mệnh nên lên kế hoạch cho việc chi tiêu hợp lý để tránh hoang phí nếu có thể tiết kiệm để phòng khi đau ốm hay là có việc bất trắc gì xảy ra thì tốt hơn bạn tuổi thìn nhé quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn ngày thứ sáu này các chuyện tình cảm của bạn nhờ có được ngộ hành tương sinh mà đối với những bạn đang còn độc thân sẽ gặp được nhiều chuyện vui về tình cảm trái lại đối với những cặp đôi lại trở nên căng thẳng do ảnh hưởng của đảo hoa vượng có thể khó bể giải quyết được mọi chuyện chỉ sau một ngày cho nên với bà tù thìn cần phải bình tĩnh trò chuyện thẳng thắn với nhau vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có được nhiều cơ hội thuận lợi để kiếm tiền. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ chẳng những thu nhập được ổn định mà có khả năng thu được nhiều khoản ngoài luồng. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc cần lên kế hoạch về tài chính rõ ràng, hợp lý, tránh hoang phí, thất thoát, tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim. Đối với những bạn đang quản độc thân, sẽ gặp được nhiều chuyện may mắn trong tình cảm. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, các cặp đôi trở nên căng thẳng do ảnh hưởng của đào hoa vượng. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Tỵ, thứ sáu, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ đang chịu tác động của thương quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn luôn trong tâm trạng bất an khó lòng giữ được sự tập trung để làm việc cho thật tốt trong ngày hôm nay và ngày này với bà tuổi tỵ thay vì cứ cố nhồi nhét vào đầu những nhiệm vụ khó nhằn bạn có thể đi lại ra ngoài hít thở không khí trong lành cho tỉnh táo trước khi quay lại bàn làm việc. Thả lỏng tâm trí sẽ giúp cho bạn lấy lại được sự tỉnh táo và hạn chế được những sai sót không đáng có xảy ra với mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành, màu sinh cho họa vượng. Cái điều này sẽ giúp cho chuyện tình cảm của bạn với người ấy đang có được những phút giây ngọt ngào bên nhau sau khoảng thời gian bận rộn vừa rồi. Thậm chí cả hai ngồi cạnh nhau mà không cần phải nói quá nhiều nhưng vẫn hiểu được ý đồ của đối phương bởi chính tiếng lòng của cả hai người đã hòa quẹn với nhau đôi trái tim cùng chung nhịp đập nữa rồi. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa tâm trạng bất an khó lòng giữ được sự tập trung tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ không nên cố nhồi nhét vào đầu những nhiệm vụ khó khăn khi thiếu đi sự tỉnh táo, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc cần phải thả lỏng tâm trí để lấy lại sự tỉnh táo, hạn chế được những sai sót không đáng có. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, các cặp đôi có được phút giây ngọt ngào bên nhau sau khoảng thời gian bận rộn. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, sự thấu hiểu, hòa hợp giúp cho chuyện tình cảm thêm phần được thăng hoa. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ngọ, thứ sáu, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tử ngọ trong ngày này đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày có được vận trình rực rỡ khi bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh đem tới cho bạn mệnh có được những cơ may về tiền bạc mà không phải ai cũng có được tài lộc tự chạy vào túi mà không cần phải lo toan quá nhiều chạy đôn chạy đáo vất vả bạn tuổi ngọ nhé ngày này đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán có được một ngày an nhàn bởi hàng hóa bán chạy mà không cần phải tất bật ngược xuôi hay là vất vả quá nhiều. Nhân cơ hội này, bà Tử Ngọa có thể tính toán mở rộng thị trường, đa dạng hóa hàng hóa, nhưng luôn phải giữ uy tín và chất lượng sản phẩm để gây dựng thương hiệu cho mình nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bà Tử Ngọ lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này làm cho tâm tính của bạn cũng có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Với bạn, dễ trở nên nóng nảy, nói năng không suy nghĩ, nhất là trước mặt người ấy dường như đối phương càng nhún nhường thì bạn lại càng được nước lấn tới. Bà Tử Ngọ cần phải cố gắng điều chỉnh về cảm xúc của bản thân mình trước khi gây ra điều gì đó khó cứu vãn về chuyện tình cảm. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, các thần mang tới cho bạn có được cơ may về tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy tài lộc tự chạy vào túi mà không cần phải lô toan chạy vậy quá nhiều. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán có được một ngày an nhàn nhờ hàng hóa bán chạy. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nên nhân cơ hội tính toán mở rộng thị trường đa dạng hóa hàng hóa. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ăn nói không suy nghĩ gây xích mích với nửa kia của mình. Vài đánh giá của bà tử ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn. Từ vi tuổi Mùi, thứ 6, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi đang gặp được ngày có thiên tài xôi chiếu cái điều này giúp cho bà tuổi mùi trên con đường tìm kiếm tài lộc đặc biệt là đối với những bạn theo nghiệp kinh doanh buôn bán tất cả nhờ vào khả năng quyết đoán đốn đầu xu hướng nắm bắt được thị trường không phải ai cũng chấp nhận rủi ro tốt như bạn thế nên thành quả hôm nay là hoàn toàn xứng đáng với bà tuổi mùi nhé Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi, bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này mang tới cho bạn mệnh có được vận trình tình duyên, xun xịa tới bất ngờ. Và nhân cơ hội này, với bà tuổi mùi có thể đẩy nhanh tín độ, tọa tình với người mà mình thích hoặc là hẹn hòa người mà mình yêu thương. Bạn nên cố gắng tạo nhiều cuộc gặp gỡ để đôi bên thấu hiểu nhau nhiều hơn nữa xem tử vi cũng cho thấy ngày này đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi vai tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim con đường tài lộc được hanh thông kinh doanh buôn bán gặp được nhiều may mắn tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy khả năng quyết đoán đoán đầu xu hướng đem đến lợi nhuận xứng đáng tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa tài lộc rụng rĩnh nhờ biết nắm bắt kịp thị trường biết chấp nhận rủi ro tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ vận trình tình duyên suôn sẻ có thể nhân cơ hội bày tỏ tình cảm của mình tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nên cố gắng tạo nhiều cuộc gặp gỡ để đôi lứa thấu hiểu nhau nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tí. Tử vi tuổi thân thứ sáu ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Cái điều này gây ra những tác động xấu nhắc nhở bà tuổi thân phải hết sức cẩn trọng trong công việc ngày hôm nay. Có thể có kẻ tiểu nhân đã theo dõi bạn từ lâu và lần này sẽ thừa cơ bạn sơ xuất để niếm đá giấu tay, gây ra những bất lợi trên con đường công danh sự nghiệp cho bạn. Tuy nhiên với bạn tuổi thân, bạn cũng không cần phải quá lo lắng bởi trong ngày bạn đang gặp được chính quan xuất hiện sẽ mang tới cho bạn có được những tín hiệu tốt để sớm tìm ra được lối thoát cho sự bế tắc hiện tại của mình. Nhưng trước đó bạn cũng cần phải nỗ lực không ngừng chứ không phải có tư tự buông xuôi mặc kệ đến đâu thì đến nhé. Và ngày thứ sáu này, bạn tử thân cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như mong đợi. Cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia chưa chắc đã được in bình. Đôi bên có thể xảy ra xích mích mâu thuẫn với nhau về một số vấn đề nào đó. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là hãy đặt mình vào vị trí của đối phương và thử thay đổi góc độ suy nghĩ của mình xem sao. Trong ngày này với bạn tuổi thân cũng đang chịu tác động của những sao xấu như là sao nguyệt phá, sao ly sàng. Vì vậy bạn không nên thực hiện những công việc trọng đại, xây nhà, trổ cửa hay là cưới hỏi những công việc khai trương xuất hành nữa bạn tuổi thân nhé. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy hung tinh đe dọa cần phải hết sức thận trọng trong công việc. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, đề phòng tiểu nhân đeo bám, thừa cơ ném đá giấu tay. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ có thể có được sự giúp đỡ để sớm phá vỡ được sự bế tắc hiện tại. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, nỗ lực bền bỉ rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, tình cảm dễ xảy ra xích mích nên đặt mình vào vị trí của đối phương. Vậy đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi Dậu, thứ sáu, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tị dậu sửu phù trợ cái điều này mang tới cho bạn tuổi dậu rất nhiều tin vui trong chuyện tình cảm con đường tình duyên của bạn được trơn tru suôn sỉa tới bất ngờ bản mệnh thường xuyên có được những lời yêu thương từ người ấy dù yêu nhau đã lâu nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai đi ngược lại còn càng thêm nồng nàn khi cả hai đã quá hữu về nhau nữa rồi. Tuy nhiên về công việc của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay lại chẳng được suôn sẻ như chuyện tình cảm khi bạn đang gặp ngày có thiên quan đang có điểm báo có nhiều tín hiệu xấu. Bạn mệnh tuổi dậu cần phải đề phòng có kẻ tiểu nhân hãm hại mình bằng cách tung tin đồn thị phi lan tràn khắp nơi. Và dù bạn hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm của bản thân mình, không làm điều gì xấu hổ, hổ thẹn, nhưng tin đồn bất lợi vẫn khiến cho bạn cũng cảm thấy rất khó chịu. Cũng trong ngày hôm nay với bạn tuổi Dậu, với bạn cần phải chú ý khi ký kết những thỏa thuận, hợp tác, hợp đồng liên quan tới vấn đề về tài chính. Lúc này bạn đang không có được sự tập trung cho nên rất dễ để ra sự sai sót không đáng có. Bạn cần phải cẩn trọng về hơn mà là hơn bạn tuổi Dậu nhé vai tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa con đường tình duyên được trơn tru suôn sẻ mối quan hệ ngọt ngào tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại trong công việc tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc khó tập trung vì những tin đồn thị phi do kẻ tiểu nhân tung ra tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim thận trọng khi ký kết thỏa thuận hợp tác hợp đồng liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi Sửu. Từ vi tuổi Tuất thứ sáu ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tốt bước sang ngày này, bạn không cần phải suy nghĩ, lo nghĩ nhiều về vấn đề tiền bạc khi bạn đang gặp được ngày của chính tài sôi rọi. Mọi khó khăn về tài chính trước đó cũng gần như được tháo gỡ hoàn toàn. Tuy nhiên với bạn tuổi Tuất bạn cũng cần phải tận dụng thời gian này để chi tiêu cho hợp lý, chứ đừng có vội vàng tiêu xài hoang phí khi đang rụng rỉnh tiền tiêu nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn cũng đang rất tốt đẹp. Về mối quan hệ của bạn và nửa kia luôn duy trì ở mức rất ổn định. Đôi bên thường hay chia sẻ với nhau những suy nghĩ của mình. Rất nhiều quyết định bạn đưa ra đều có một phần là nhờ vào sự định hướng của người ấy cho nên giữa cả hai không mấy khi xảy ra sắc uh, xích mích khắc khẩu tuy nhiên ngày này với bà tuổi tuất lại đang chịu tác động của những sao xấu như sao nguyệt phá sao ly sàng và ngày hôm nay là ngày tam nương sát dân gian gọi này là ngày kỵ về khai trương xuất hành cưới hỏi sửa chữa hay là cất nhà. Do đó, nếu không có việc quan trọng thì bạn nên rời sang ngày khác để tránh rủi ro điên đuổi tới với mình. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa không cần phải lo nghĩ nhiều về vấn đề tiền bạc. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, khó khăn về tài chính trước đó gần như được tháo gỡ toàn bộ. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, tiền bạc rụng rỉnh cho nên cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, cẩn trọng. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim về mối quan hệ tình cảm luôn duy trì ở mức ổn định từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy đôi lứa luôn chia sẻ với nhau mọi điều lớn nhỏ cho nên tránh được những khúc mắc về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thân từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Cái điều này khiến cho vận trình của bạn có nhiều gian nan, trắc trở. Dù tiến hành công việc gì cũng dễ gặp phải nhiều chứng ngại vật hoặc là tiểu nhân cản đường chia lối. Chính vì thế mà với bản mệnh tuổi hợi trong ngày hôm nay, bạn nên hết sức cẩn trọng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Tuy nhiên, trong ngày thứ sáu này, với bạn lại đang gặp được ngày của chính ấn giúp sức. Cái điều này giúp cho bạn không để cho mình bị những khó khăn trước mắt khuất phục. Càng khó khăn thì bản mệnh lại càng thấy thách thức và quyết tâm để vượt qua. Với bạn có thể sẽ đạt được những bước tiến khá lớn và được cấp trên trao cho thêm nhiều trọng trách quan trọng nữa. Ngày này, Bạn tuổi hợi cũng đang gặp ngày có ngộ hành tương xung. Cái điều này làm cho những bạn đang còn độc thân, khó lòng tìm được nhân duyên của mình. Đã vậy, áp lực từ bên ngoài càng khiến cho bạn nản lòng, có xu hướng, muốn trốn tránh để khỏi phải nghe những lời nói hội han về chuyện lập gia đình. Về từ vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, vận trình có nhiều gian nan, trắc trở, làm gì cũng dễ gặp phải chướng ngại vật. Từ vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, đề phòng tiểu nhân cản đường, chia lối, thận trọng trong những quyết định của mình. Từ vi tuổi kỵ Hợi thuộc mệnh Mộc, quyết tâm không để cho mình bị những khó khăn trước mắt khuất phục. Từ vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, biến trợ lực thành động lực để cố gắng hơn nữa. Từ vi tuổi Quý Hợi cuộc mệnh thủy đối với những bạn đang quản độc thân, khó lòng tìm được nhân duyên của mình. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.